tôi nói thiệt chứ với bà luôn á nè, nó kia nè đề nghị bà ơ Huyền sầu riêng á, bấm cái cầm tức quá, comment lên cho cái con. Tôi nói thiệt, tôi đang đợi cái màn cơm á, tôi nói thiệt với mọi người luôn, tôi đợi nó bật comment lên một cái đi, thấy tôi hức mà còn hôm giờ tôi không ngủ được, và bây giờ tới giờ tôi đi làm việc còn nào mọi người, mà tôi vẫn không ngủ được, tôi cho tài xế lấy xe ra rồi để đây mà tôi chưa đi nữa. Bây giờ tôi phải ngồi nè bạn, tôi vẫn còn dán mà hồi nãy 8 miếng, bây giờ tôi gỡ ra còn 2 miếng, tôi tức thiệt á, tôi tức quá tức. Mọi người nghĩ điều đơn giản như vậy thôi, bây giờ mọi người tôi phải còn gọn đi, là chuẩn bị đồ còn mà chưa kịp còn, bây giờ còn gọn để nói chuyện trước cái đi, bận hồi mình chạy kiểu chạy ơn sao gì mình chạy. Tôi hỏi mọi người nè, cái cơ hội mà làm việc với thằng Vũ Mục với lại thằng Quang Linh ở đây, mấy anh chị em hỏi thiệt thật người luôn, chơi cái riêng cái bạn TikTok này thôi, bà nào không muốn, ông nào mà không muốn hợp tác đúng không, mà em không biết lý do trời xuống đó biết đúng thiệt là ekip sẽ có dàn dựng để cho làm phiên live nó liên kịch tính, nó là thu hút người coi. Nhưng mà em cũng nói luôn, nói thẳng ra luôn, có nhiều người nói thằng Vũ Mục à, chị thằng Vũ Mục nói thẳng ra câu thằng Vũ Mục không có nghĩa lý gì trơn á má, má đó thì chỉ mở bán hàng thôi, chỉ bán hàng vui vẻ thôi, rồi bán hàng gì lợi nhuận khách hàng đồ này kia kia nọ, nhưng mà nó cũng có, nói chung là hôm nay mình không nói chuyên sâu, nhưng mà nói thẳng là bà đó gạt quên quên, không có ích gì cho xã hội, chứ nó chỉ có duy nhất là bán hàng rẻ thôi cho những cái người khách như tụi mình mà có hay mua thì nó ok giá hời, điêu giá hời là nhãn hàng nó làm, chứ phải thằng Vũ Mục làm nó là Vũ Mục cái đứng ra like thôi. Nhưng mà mọi người có biết Quang Linh không? Quang Linh với lời con đã nhỏ, tôi thấy là Quang Linh nó dạy lời con rất là hay, dạy hay chứ bộ dạy nói được tiếng Việt Nam mà biết nịnh biết nhọt thấy cưng dữ lắm. Nhưng mà mọi người nên nhớ nè, Quang Linh nó là bộ mặt, không phải là bộ mặt gì, nhưng mà nó là cái sự liên kết, là giao diện giữa người Việt Nam và những nước châu Phi, những chẳng hạn là Angola, đó là bộ gì, bộ mặt đại diện cái người Việt Nam của mình. Các bạn thấy nó giúp rất là nhiều, mọi người nào mà có theo dõi Quang Linh mà từ lúc nó chưa nổi nó kìa, em theo dõi nó rất là lâu rồi, tệ lắm cũng phải 7-8 năm hơn rồi, em nói thiệt mà, từ lúc mà em nói rồi mấy bạn tôi đi, nó đem cái rau lam của Việt Nam mình qua tới bên đó cho cái người châu Phi mà họ xào lên để họ ăn đó, mọi người có cái cảm nhận đầu tiên mà mình nhìn thấy thằng nè mai mốt đừng quan tới đem một sầu riêng nhiều bánh nó trồng được một cái ha, rồi thấy cái cảnh thì thật sự là em nói thật sự là khi mà em bấm em mua cái ngân hàng 700 mấy ngàn nó nhỏ xíu à, em thấy mấy người kia vô cầm anh mua mấy triệu, nhưng mà đáng ra em tỉnh lên đem về muốn một sao, nhưng mà rốt cuộc hôm suy nghĩ hủy luôn, mất công rồi tội nghiệp shipper. Hoặc là ví dụ em nói thật sự shipper mà nó có giao cho em nha mọi người, ok trả anh 50 ngàn quay đầu hàng giùm em nha, nếu mà ông đòi 100 ngàn tôi cũng sẽ trả 100 ngàn, là ông tự hiểu à, sầu riêng là không nhận thì em cũng tính tò mò, thứ nhất thứ hai là em cũng ủng hộ, em không ủng hộ Vũ Mục đâu, thằng Vũ Mục không nghĩa lý gì với em đâu, còn bán táo Trung Quốc mà mình nghĩa lý gì với tôi, thiệt tôi nói thiệt tình luôn. Nhưng tôi mê là tôi mê thằng nhóc nhỏ, tôi thấy Quang Linh nó dạy nhóc nhỏ rất là hay, mà tôi cũng rất là mê Quang Linh, là lý do là gì biết không, không phải vì nó nhỏ hơn tôi mà, nhưng mà tôi nói thật sự là tôi mê nó là cái cách mà nó giúp mọi người á, mọi người nó giúp mấy bạn mà coi mấy cái mà lúc mà nó mua điện thoại rồi cho mấy cái cha lỗi con rồi này kia nọ bên đó, mọi người nhìn đi rồi mọi người sẽ thấy, mọi người theo dõi Quang Linh mà lâu thì là lâu rồi mọi người mới biết, ở đây không biết có clip chị nào anh chị em nào là đã theo dõi Quang Linh lâu lúc nó chưa nổi không, chứ em là lâu lắm luôn à, đó coi mà xem cái thời mình lướt TikTok này chưa ra nữa đó mọi người, đó còn mình nói đó đó là em đã coi rất là lâu rồi đó, bây giờ là tài xế lấy xe ra rồi chuẩn bị đi công việc rồi đó, mà bây giờ phải ngừng lại làm thêm cái clip, nó sợ lên xe vừa lái vừa nói chuyện không được đó nha. Em nói thiệt với mấy bà chế luôn, nó không phải không đủ trình để mua trái sầu riêng ăn đâu, mà người ta làm như vậy, người ta cố tình ăn là để giúp má đó, để giúp má Quyền bán được đó, đó để giúp cho cái nhãn hàng đưa nông sản Việt Nam rồi đó, xương xương đó. Nói thiệt với mấy bà luôn, không có ai mà đến nỗi mà chết đói chết thèm chết khát đến mức độ mà nhào với bọc sầu riêng rồi mà ăn làm vậy mình mất hình tượng. Thằng Quang Linh nó là hình tượng của Việt Nam mình, đối với những cái bộ mặt mà nước láng giềng mọi người đó, không có láng giềng, quên châu Phi đâu có láng giềng mình được, xa lắm đó, trời đất ơi nghĩ sao vậy, không lẽ hả nó đi vì một mấy miếng sầu riêng đó mà làm. Em nói thiệt chứ mấy chị luôn, bán 20 tấn sầu riêng bây giờ cho nó ăn 10 trái vẫn không có gì gọi là đáng tiếc chứ, đùa chị đó, nói đùa thôi mấy chị, đùa nhưng mà không riêng đâu. Tao mê cái đó nhỏ này nè, đề nghị bà ơ Huyền sầu riêng bật cái comment lên cho mày, bật cái comment lên một cái là chị cơm bách liền, mày gác mày canh giùm chị nha, con gì quên là cái gì nè, con gì xa quá thành điệp thành gì nè, cái chung mà mắt chị cận chị không thấy được sự thật à nha, chừng nào mà mày thấy nó bật comment là mày tan tên chị vô liền nha, mai bị mày tan chị cho vô liền nha, trời ơi em nói bà chết rồi, về đi với em đi, ăn bao nhiêu cũng được hết trơn á, chỉ cần bằng lên nó nói là một câu là em muốn về miền Tây Nam Quan được không, xưa em ăn sầu riêng nữa không, chị nói thiệt
chứ cưng, chị dẹp hết công chuyện. Chị ngủ hết bà con ở đây đón chào em nghe. Trời đất ơi, vườn sầu riêng ở dưới miền Tây nhiều lắm em. Bước ra lết ra cái có sầu riêng ăn rồi chị cũng không phải dạng kích thèm đâu em, mà chị phải đặt sầu riêng đâu. Nhưng mà chị thấy nó thẳng ra câu luôn là tôi cũng thiệt, cái này là tình thiệt, nói thiệt nha mọi người, phản biện thật sự là nếu như tôi không thấy thằng Quang Linh có hàng Dung Mục, nếu mà hàng Dung Mục like một mình chung với Nhân Quyền tao không mua. Đây bằng lương tâm nha, tao không mua, tại vì tao không khe đồ của nói chung là vậy đó. Nhưng mà hàng Dung Mục cũng dễ thương, kiểu dễ thương, kiểu như nheo mắt dễ thương của tội nghiệp, nó cũng sượng theo cái lời nói luôn á, nó cũng đỡ cho Quang Linh mấy cái nhưng mà đỡ không được, pha nó cuốn được cực, cái miệng nó mỏ cỡ chị cũng cứu không được, cái khúc mỏ viên của con nó gớt cái miếng viên, cái lúc mà mẹ bà ả bà ra đó là giận lỡ mạnh quá cho nên bà gớt cái viên ở trong đó đó mấy chị. Cái đó chị bỏ chị quá đó hà, cái đó chị quá kỳ kỳ cục cục. Trời ơi nè nè nè, ngắt cái bông tôi bắt miếng lại cho tôi nói thiệt tình, nó bắt miếng là mở miệng ra như bông như hoa, mở miệng ra người thương kẻ mến, mở miệng ra có tiền có bạc, mở miệng ra đừng vô duyên đó, đừng gớt miếng, đừng gớt miếng. Tôi xin lỗi, ấy xô biết tôi không có bơm, nhỏ lớn giờ không có bơm hàng á.